việc gắn một hoạt động ngoại giao ở thế kỷ 21 với lịch sử dựng nước và giữ nước của đất nước, xem nó như thể hoạt động chống lại cuộc kháng chiến chống Mỹ ở thế kỷ 20 của dân tộc. Việt Tân tiếp tục cho thấy cái nhìn thiển cận, không hiểu gì về đường lối đối ngoại của đất nước. Xưa đánh đuổi Mỹ, chửi Mỹ, giờ trải thảm đỏ đón Mỹ. Bài viết này được Việt Tân đăng tải trên trang của mình nhân dịp tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tác chiến tàu sân bay 5 cập cảng Đà Nẵng hôm 25 tháng 6 năm 2023. Thật nực cười, chỉ có những kẻ óc bằng quả nho, tầm nhìn không qua nổi ngọn cỏ mới đem sâu chuỗi hai hoạt động xưa và nay này với nhau. Có lẽ Việt Tân đã không biết rằng đây không phải là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam. Trước đó đã có tàu USS Carl Vinson năm 2018 và tàu USS Theodore Roosevelt năm 2020. Đây cũng không phải là một chuyến thăm bất thường thể hiện một sự đột biến trong quan hệ đối ngoại. Nó chỉ là chuyến thăm theo đúng lịch trình dự tính nhằm đánh dấu kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, một mối quan hệ vẫn được cải thiện đều đặn trong suốt những năm gần đây. Chủ trương xây dựng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, văn hóa đến quốc phòng an ninh. Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11 tháng 7 năm 1995 và xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào ngày 25 tháng 7 năm 2013. Đến nay, mối quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã và đang phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cả ba bình diện, song phương, khu vực và quốc tế. Hành động trải thảm đỏ của Việt Nam không phải là nghĩa cử một chiều, nó đương nhiên được đáp lại bởi những hành động thiện chí từ phía Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper đã nhấn mạnh rằng chuyến thăm này thể hiện cam kết chung của hai nước hướng tới một tương lai thịnh vượng và an ninh. Điều đó, trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng thông báo rằng Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam cả về mặt quân sự để tăng cường các cuộc tuần tra dọc bờ biển Việt Nam. Mỹ có thể sẽ giao thêm một số tàu nữa cho Việt Nam, bổ sung vào con số 24 tàu đã được giao từ năm 2016. Đó chính là cái thảm đỏ bằng hành động mà phía Mỹ đã trải cho Việt Nam. Từ chủ trương thêm bạn bớt thù, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nắm vững hai mặt đối tác, đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược nhưng linh hoạt khôn khéo về sách lược, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Không chỉ có mối quan hệ với Mỹ, cho đến nay Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 192 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, có quan hệ kinh tế với hơn 221 thị trường nước ngoài. Uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế ngày càng được khẳng định, thể hiện rõ qua các hoạt động đối ngoại trực tiếp song phương và đa phương, bên cạnh các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính phủ ta tới các nước luôn được đón tiếp với nghi thức trọng thị. Chúng ta cũng đã từng đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam. Năm 2017, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn Việt Nam là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần đây nhất là chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam theo nghi thức cấp cao nhất. Việt Nam đã chào đón Tổng thống Hàn Quốc với 21 phát đại bác chào mừng. Các chuyến thăm song phương đã tạo dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa với tầm cao hơn, sâu sắc hơn và chất lượng hơn. Trở lại trong quan hệ Việt-Mỹ, người dân hai nước đang đối mặt với nhau bằng một thái độ khác. Một mặt, họ thừa nhận và ghi nhớ những diễn biến lịch sử có thật như cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc thảm sát Mỹ Sơn, sự hy sinh xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ vẫn hiển hiện trong các nghĩa trang liệt sĩ nằm trải dài đất nước Việt Nam, hay các cuộc biểu tình của người Mỹ để phản đối cuộc xâm lược Việt Nam. Mặt khác, họ chào đón việc bình thường hóa quan hệ về việc hợp tác trong hòa bình giữa hai quốc gia. Hai việc này không hề mâu thuẫn, đó là thái độ đáng có ở người dân các quốc gia độc lập, yêu hòa bình và cũng là thái độ mà dân cờ vàng chắc còn phải phấn đấu dài dài mới có thể có được.